Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái học tiếng Nhật của anh Sensei. Kỳ thi sắp tới rồi, các bạn học thế nào rồi? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết đề thi gần nhất tính đến thời điểm hiện tại của kỳ thi JLPT nhé. Đó là đề thi N3 tháng 7 năm 2024 vừa rồi, phần thi từ vựng. Ở đầu tiên là môn đai 1 này, cách đọc của Hán tự. Câu 1. Sumimasen, ototo ga kore o nanani shimaimashita. Hán tự ở đây chúng ta có chữ gì nhỉ? Đây là chữ cát, chữ này sẽ đọc là waru, vậy thì thể t sẽ là watte. Như vậy phương án đúng sẽ là số 3, có nghĩa là làm vỡ. Xin lỗi, em trai tôi đã làm vỡ cái này rồi. Các phương án còn lại ví dụ như là một này, chúng ta có từ kết t đây, kê rự là đá này, ốt t thì có khá là nhiều chữ Hán, có thể là chữ này đúng nhỉ, chữ này là chữ chiết có nghĩa là bẻ gãy này, hay là các bạn có thể dùng chữ truy là đuổi theo, hoặc các bạn có thể dùng chữ phụ đây, gánh vác. Sawat t chúng ta có chữ Hán sẽ là chữ chữ gì, chữ xúc đúng không, sờ này, chạm. Tiếp theo chúng ta có câu số 2. Piano nani kara naraitai. Chữ Hán được gạch chân là chữ cơ và chữ bản. Như vậy cơ bản sẽ đọc là kihon. Vậy thì chúng ta sẽ chọn phương án 3 là phương án chính xác. Kihon là cơ bản, nghĩa nó giống như tiếng Việt luôn. Tôi muốn học piano từ cơ bản, từ những cái đơn giản. Các phương án còn lại thì chúng ta có số 2 này, từ shihon. Từ này là có tồn tại nhé. Shihon nó sẽ ghép bởi chữ tư và chữ bản. Đấy. Tư bản nghĩa là tiền vốn. Tiếp theo câu số 3. Kabao wa nanani ni oite kudasai. Từ được gạch chân là chữ hoành, có nghĩa là bên cạnh. Vậy thì chữ từ này sẽ đọc âm kunyomi là yoko. Kabao wa yoko ni oite kudasai. Hãy đặt cặp ở bên cạnh đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ chọn phương án số 1. Các từ còn lại chúng ta có đọc là soba. Thì các bạn có hai từ. Thứ nhất có thể là dùng chữ chắc, thứ hai các bạn có thể dùng chữ bàng. Đây. Chữ bàng này là kanji N1 này. Sau này các bạn học ở trong tiếng Việt mình nó có cái từ bàng quan ấy, người bàng quan có nghĩa là người mà lúc nào cũng ở ngoài lề của mọi sự việc, không có quan tâm tới những sự việc xung quanh. Tonari chúng ta có chữ lân có nghĩa là bên cạnh. Và yuka là chữ gì đấy? À, chữ chữ sàn đúng không, có nghĩa là cái sàn nhà này. Câu số 4 này. Konoshi wo to ga nanani des. Chữ Hán là chữ tối và chữ sơ đúng nhỉ, như vậy sẽ đọc là sai chỗ, không có trường âm. Chúng ta chọn phương án số 1. Có nghĩa là lần đầu tiên. Ý của câu này là công việc này ấy, thì hôm nay là lần đầu tiên tôi làm. Các phương án còn lại, ví dụ các bạn có số 2 nhé. Sai shu có trường âm như này thì chữ Hán nó sẽ là chữ tối và chữ trung, có nghĩa là cuối cùng. Sai shu thì có thể là chữ tối và chữ thiểu. Đấy, có nghĩa là tối thiểu ít nhất, hoặc là có thể là chữ tối và chữ tiểu, có nghĩa là nhỏ nhất. Đọc là sai shu như thế này thì chúng ta sẽ có một từ nó hơi khó, nó là từ vựng của N1. Chữ thải và chữ thủ có nghĩa là lấy. Rồi tiếp theo chúng ta sang câu 5. Kino Yamada-san wa hon o nanani. Chữ Hán đây là chữ phản, có nghĩa là trả lại, như vậy sẽ đọc là kaeshimashita. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án 4 là phương án chính xác. Ngày hôm qua thì anh chị Yamada đã trả sách. Phương án 1 đọc là wakashimashita. Wakashimashita, chữ Hán sẽ là chữ phất, có nghĩa là đun sôi. Đây. Số 2, Modoshimashita. Modosu là chữ lệ, có nghĩa là đưa về đúng không? Chẳng hạn như là Moto no tokoro ni modoshite kudasai, có nghĩa là đưa về cái vị trí ban đầu. Kashimashita là cho mượn, cho vay. Chữ thải. Câu số 6 nhá. Câu số 6 này. Kono nanani wa tsukai yasui.
Hán tự của chúng ta là chữ bao và chữ đằng sau là chữ gì đấy các bạn? Đằng sau là chữ đinh đúng không? Chữ bao thì đọc là hô, các bạn phải loại được một với lại bốn, nhưng vấn đề là cái chữ đằng sau là chữ đinh, thì các bạn thấy là vấn inh thì thường sẽ có trường âm, như vậy sẽ đọc là chồ, hô chồ. Chúng ta lựa chọn phương án số 2. Hô chồ là con dao phay, nếu như cái con dao nhỏ nhỏ dùng để gọt hoa quả, chúng ta dùng từ knife, thì cái con dao mà dùng để chặt xương chặt thịt ấy, đấy, bổ hoa quả rất là to ấy, thì chúng ta dùng từ hô chồ, dao phay. Con dao phay này dễ sử dụng. Các từ còn lại thì chúng ta có từ số 1 là tồn tại nhá. Bô chồ Hán tự nó sẽ là chữ bành và chữ chương hoặc là chướng đấy, có nghĩa là nở ra. Câu số 7. Từ gạch chân đây. Nayarikata o oshiete kudasai. Từ được gạch chân là chữ thích và chữ đương. Từ này đọc là tekito. Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án số mấy? Phương án số 2. Tekito có nghĩa là phù hợp, hãy chỉ cho tôi cái cách làm hợp lý, cách làm phù hợp. Ngoài cái cách dùng mang nghĩa là tích cực ấy, thì từ tekito nó còn mang nghĩa là làm vô trách nhiệm, làm cho có, làm cầu thả. Một từ mà mang hai nét nghĩa trái ngược nhau hoàn toàn, các bạn lưu ý nhé. Từ tekito này có thể coi là từ vựng của N2, được học ở trong chương trình Shinkansen N2. Các phương án còn lại thì chúng ta có cái số 3, từ teto này có tồn tại này. Hán tự là chữ đề và chữ đương, có nghĩa là đảm nhiệm. Câu số 8 này. Heya ga semai no de okina nanani wa okemasen. Hán tự là chữ ra và chữ cụ, đúng không? Chúng ta sẽ có chữ cụ sẽ đọc là gư, không có trường âm, ví dụ trong từ gư tay. Vậy thì chúng ta loại được một với hai, vấn đề là ya gư hay là ka gư, bởi vì chữ ra cũng có đọc là ya, nhưng mà trong trường này nó sẽ đọc là ka đúng không? Ka gư là đồ đạc trong nhà, thường là đồ nội thất như là giường, tủ, bàn, ghế đấy. Bởi vì phòng hẹp cho nên là không đặt được, không kê được những cái đồ nội thất cỡ lớn. Các phương án còn lại thì chúng ta có số 3 là từ tồn tại nhé. Từ này là yagu. Yagu, chữ Hán là dạ và cụ, có nghĩa là những cái đồ mà dùng vào việc ngủ ban đêm ấy, ví dụ như là chăn, màn, vân vân. Chúng ta sang môn đai số 2 là môn đai nhận diện mặt chữ. Môn đai này thì các bạn cần phải rất là tinh mắt, bởi vì các chữ Hán thì có thể nó cũng na ná nhau. Câu 9 này. Kono shitsumo toite kudasai. Các bạn thấy là người ta đang để là đọc là tôi tê. Các bạn thấy shitsumo nhiều khi các bạn sẽ nghĩ là shitsumo là câu hỏi, vậy thì phải dùng số 2 là chữ đáp. Nhưng mà rất tiếc ở đây số 2 nó không đọc là tôi tê như thế này. Đấy. Và nếu trả lời câu hỏi thì chúng ta dùng trợ từ nhí chứ không dùng trợ từ ô như này. Đúng, đây chúng ta xem là mấy nào. Số 1 nha, đây là chữ thí, có nghĩa là thử. Nếu mà chữ thí ấy, nó sẽ đọc là tamesu. Thì thể T sẽ là tameshite. Đúng không? Tameshite. Và một cách đọc khác của chữ thí đó là nó đọc là kokoromiru nha. Như vậy sẽ là kokoromite. Chứ không có cách nào đọc là tôi tê như thế kia cả. Tiếp theo chúng ta có chữ thứ hai. Thì vừa nói rồi, chữ này là chữ đáp, âm kunyomi sẽ là kotaeru, kotaete. Chứ không có cái cách đọc là thành y thế kia nhá, nó là e cơ. Số 3 là chữ giải. À, chữ này đọc là tô cự, như vậy thể t sẽ là tôi t đúng không? Chính xác rồi. Đáp án của chúng ta sẽ là 3, và số 4 là chữ điều. Chữ này là shirabete. Điều tra, tìm hiểu. Chúng ta lựa chọn 3 là phương án chính xác. Câu số 10. Kyo wa skoshi koshi ga itai. Hôm nay thì cái koshi là cái gì nhỉ? Là cái hông đúng không? Cái eo. Hôm nay hông tôi hơi bị đau. Vậy thì chúng ta sẽ dùng chữ nào? Nào, số 1 là gì đây nhỉ? Số 1 là chữ hung, có nghĩa là ngực. Cái này phải đọc là mune. Số 2 là chữ phúc, là bụng. Cái này phải đọc là hara đúng không? Số 3 là chữ hiếp, là nách. Cái này phải đọc là gì? Waki đúng nhỉ? Cũng đúng. Vậy thì chỉ còn số 4 thôi là chữ yêu. Eo, hông, koshi.
Tiếp theo chúng ta sang câu số 11. Nyu gaku shiki no yokushu kara kogi ga hajimaru. Buổi học, giờ học ấy sẽ bắt đầu từ yokushu của cái ngày gì nhỉ? Của cái buổi lễ nhập học. Vậy thì chúng ta sẽ cần một từ đọc là yoku ghép với shu. Tất cả các bạn đều thấy là đằng sau là người ta dùng chu có nghĩa là tuần đúng không? Vậy thì cái này có nghĩa là tuần kế tiếp. Đấy. Ví dụ như là nhập học nhá. Nhập học là vào thứ năm chẳng hạn. Thì cái kogi ấy nó sẽ ở tuần kế tiếp sau cái ngày sau cái tuần chứa buổi lễ nhập học thứ năm đấy. Vậy thì nó sẽ là chữ nào? Các bạn đúng, chúng ta sẽ là số 1 đúng không? Chữ Hán là chữ Dực và chữ Châu nhỉ? À xin lỗi, chữ Chu. Có nghĩa là tuần kế tiếp, tuần tiếp theo. Số 2 từ này có tồn tại nhưng mà từ này phải đọc là chữ thứ, phải đọc là Ji đúng không? Đây là Jishu. Số 3 là chữ Minh và chữ Châu, từ này không tồn tại nhá. Mà chữ Minh nếu đọc phải là Mê. Số 4 là chữ Viễn và chữ Châu, này đọc là En đúng nhỉ? Viễn. Không đọc là Yoku, nên là chúng ta phải chọn phương án số 1. Câu 12. Kesa wa kion ga hikukatta no de mizu ga koteita. Sáng nay bởi vì cái nhiệt độ không khí thấp, vì vậy mà nước đóng băng. Vậy thì chúng ta sẽ có cái chữ Hán nào đọc là hikukatta. Số 1 là samukatta là lạnh. Này đọc là samukatta này. Không phải. Số 2 Hán tự, chữ này là chữ để có nghĩa là đáy, đọc là soko, nó không có dạng tính từ loại. Số 3 là chính xác đúng không? Hikukata này. Và số 4 là atsukata là nóng. Không đúng. Chúng ta lựa chọn phương án 3. Cái chữ này thực ra là kanji của N4 rồi, được học rồi. Tiếp theo chúng ta có câu 13. Mizumi wa dono hoko ni arimasu ka? Mizumi là cái hồ nước. Hồ nước nó nằm ở cái hoko là sẽ là phương hướng đúng không? Nó nằm ở cái hướng nào vậy? Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án 1. Hán tự là chữ phương và chữ hướng. Ichiban. Số 2 này, phương và giác này đọc là hogaku. Hogaku nghĩa của nó gần giống là phương hướng nhưng mà nó chữ Hán là chữ giác nhé, mà nhớ là đọc là hogaku không phải là hokaku. Số 3 là chữ pháp và chữ hướng, 4 là pháp và giác, không phải. Câu số 14, câu cuối cùng của môn đài kanji. Gakko no kisoku ga Skoshi kawaru so da. Kisoku chúng ta sẽ cần chữ Hán là chữ quy và chữ tắc đúng không? Vậy thì cái nào là quy tắc? Một là quy và gì đấy? Quy và chắc đúng nhỉ? Phía đấy, không phải. Hai quy tắc đúng rồi. Ba là kỳ tắc. Bốn là kỳ và chắc, không đúng. Nhi bằng là chính xác. Kisoku có nghĩa là quy định, nội quy. Nghe nói là cái quy định của trường ấy nó sẽ thay đổi một chút. Tiếp theo chúng ta sang môn đai 3, môn đai từ vựng này. Môn đai 1 và môn đai 2 nhá. Cái phần thi này gọi là phần thi Mojigoi. Thì môn đai 1 và môn đai 2 là phần thi về kanji ấy, nó gọi là phần Moji. Còn Goi là bắt đầu từ môn đai 3 nhá. 3, 4, 5 là Moji. À xin lỗi, 3, 4, 5 là Goi. Câu 15 này. Yakyu ga suki na yujin no nanani de watashi mo Yakyu ni kyomi wo motta. Các bạn thấy là người ta đang để cái gì đây nhỉ? Người ta đang để này. Người bạn đúng không? Người bạn mà thích bóng chày đúng nhỉ? Ở đây người ta đang để trợ, trợ từ D có nghĩa là bởi. Sao nó đỏ? À sao nó vàng này? Do cái này này mà tôi gì đấy, tôi cũng bắt đầu có hứng thú với bóng chày. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái nào? Thứ nhất, CT là chỉ định. Không phải. Chỉ định kiểu như là chỉ định ai làm cái gì. Thường là người trên cho người dưới. Xin C là xin, ví dụ xin visa. Không phải. Eikyo là ảnh hưởng. Tư chi là thông báo. Vậy thì chúng ta sẽ thấy phù hợp nhất phải là số 3 đúng không? Eikyo là ảnh hưởng. Kiểu như là đứa bạn mình nó thích bóng chày đúng nhỉ? Đấy, và nó cứ ba hoa suốt về cái tác dụng của bóng chày. Mình dần dần mình ở bên cạnh mình thấy nghe mình thấy cũng có vẻ hay, thế là mình theo nó thì Eikyo là hợp lý nhất. Câu số 16. Watashi wa uta ga heta nano de uta no jozu na hito ga nanani desu. Tôi bởi vì hát dở cho nên tôi làm sao đó những cái người hát hay. Trong tiếng Việt mình có thể đoán ngay được là tôi ghen tị đúng không?
Legato. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái từ nào giống nhá. Số 1 là gì đây nhỉ? Số 1 là chữ tàn và chữ niệm, từ nào mà gian nên là đáng tiếc. Không hợp lý. Từ số 2 này người ta viết ở dạng hiragana. Natsukashi, hán tự là sẽ là chữ hoài. Một kanji của N1 có nghĩa là nhớ nhung, lưu luyến. Đấy. Ví dụ như là Daigakuji daiga natsukashi có nghĩa là tôi nhớ cái thời đại học ấy. Không phải. Số 3, Urayamashi. Urayamashi có nghĩa là ghen tị đúng không? Đúng rồi. Và số 4 là bất an, phương, lo lắng. Đúng đây phải là 3. Tiếp theo câu số 17. Goal made mou skoshi datta node ashi no itami o nanne ni shite hashite kita. Câu này có thể là các bạn sẽ dễ bị nhầm nhá. Goal ở đây có thể là cái đích này, bởi vì chỉ còn một chút nữa là đến đích. Vì vậy mà tôi đã chạy, nhiều bạn thấy là nhiều tôi đã chạy, các bạn sẽ nghĩ à tôi đã đô điếu cự, tôi đã nỗ lực chạy, tôi đã cố gắng chạy, hoặc các bạn dùng là kuro, tôi đã vất vả chạy. Nhưng vấn đề ở đây ấy, nó là đằng trước nó có ashi no itami là cái cơn đau chân đúng không? Thì nó không thể là tôi nỗ lực cái cơn đau chân hay là tôi vất vả cái cơn đau chân được. Vậy thì nó phải dùng cái từ khác. Vậy thì là tôi gaman, tôi chịu đựng cái cơn đau chân đúng nhỉ? Chân đau lắm rồi nhưng mà vẫn cố chịu để chạy đến đích, bởi vì là chỉ còn một chút nữa thôi là đến, thì đúng nhất phải là số 1 nhá. Còn nếu mà vứt cái ashi no itami đi ấy thì có thể là chọn được đô điếu cự, tôi nỗ lực, nhưng mà có cái này thì không thể dùng được. Kuro là vất vả gian khổ này, en điều là ngại ngần khách khí, không đúng. Câu số 18 này. Hayashi-san wa kaigi ではいつも何々のであまり自分の意見を言わない。Cái cậu Hayashi ấy, ở trong cuộc họp lúc nào cậu cũng làm sao đó mà cậu ấy không mấy khi cậu ấy nói ra ý kiến của bản thân. Đây, các bạn thấy lưu ý cái là không nói ra ý kiến của bản thân. Vậy thì nó sẽ là cái nào nhá? Một này, Jinkoteki có nghĩa là mang tính nhân tạo. Không phải là mang tính tự nhiên mà là do con người tạo ra thì dùng từ này, không phải. Shokyokuteki là mang tính tiêu cực, mang tính thụ động. Đúng rồi, đúng không? Phù hợp với cảnh này. Chọn 2. Số 3 này, Jidoteki là mang tính tự động. Không phải. Và số 4, Kansetsuteki là mang tính gián tiếp. Hán tự là chữ gian và gián. Cái này có hai âm Hán Việt nha các bạn nhé. Trong trường này nó sẽ là gián, mang tính gián tiếp. Không phải. Câu số 19. Kono basu wa eki o shupatsu shite kara toshokan o shite bijutsukan e ikimasu. Cái xe buýt này sau khi nó xuất phát ở ga nó gì đó ở Toshokan đúng không? Ở thư viện, và nó đi đến bảo tàng mỹ thuật Ido, Keiju, Shinko và Geisha. Rồi, chúng ta có từ Ido có nghĩa là Hán tự chữ Hán là chữ di và chữ động có nghĩa là di động, di chuyển. Không phải. Keiju là gì đấy nhỉ? Đi qua, quá cảnh. Đúng rồi. Chúng ta lựa chọn phương án số 2 nhé. Cái từ Keiju ấy, thực ra nếu mà xét về từ vựng thì nó là từ vựng của N2, được học ở trong Shinkansen Master N2. Nó mang nghĩa là quá cảnh, ví dụ như là máy bay ấy, không bay trực tiếp từ Việt Nam sang Nhật luôn mà dừng ở Hàn Quốc rồi mới sang Nhật thì cũng dùng từ Keiju này. Còn phương tiện ấy, nó sẽ dừng ở một địa điểm nào đó trước khi nó đến cái địa điểm khác thì chúng ta cũng dùng cái từ này, trong trường hợp này trùng khớp đúng nhỉ? Chúng ta chọn 2. Có nghĩa là cái xe buýt này này nó xuất phát ở ga, nó đi qua thư viện và nó đi tiếp đến địa điểm tiếp theo, đó là cái bijutsukan, là cái bảo tàng mỹ thuật. Shinko là tiến hành, không phải. Geisha hán tự là hạ và sa có nghĩa là xuống xe, không đúng. Câu số 20. Ano kyodai wa totemo nanani ga ii no de hotondo kenka o shinai so desu. Các bạn thấy này, anh em kia ấy thì cái gì đó rất là tốt và hầu như là nghe nói là hầu như không có cãi nhau. Vậy thì kumi aida katachi hay naka. Kumi là tổ đội nhóm. Không phải, aida là giữa. Katachi là hình dáng. Naka là mối quan hệ. Đúng nhất ở đây phải là số 4 đúng không? Nakagai là một cái cụm gần như là mang tính chất cố định diễn tả cái mối quan hệ tốt rồi. Anh em nhà kia thì mối quan hệ rất là tốt đẹp nên là nghe nói hầu như không có cãi nhau gì. Câu số 21 nhé, một câu về động từ phức này.
家のドアを開けるために、ポケットの中から鍵を gì đó để mở cửa nhà ấy, thì cái chìa khóa từ trong túi thì chúng ta nghĩ chắc tiếng Việt sẽ là lấy ra đúng không? Thì các bạn sẽ dùng cái từ nào mang nghĩa là lấy ra, từ số 1 này,取り付けた. Tori tsukeru có nghĩa là lắp đặt, ví dụ là lắp điều hòa thứ ấy thì chúng ta dùng từ này. Đây không đúng nha. Tori dashita, đúng rồi. Toru là lấy, dasu là ra đúng không? Vậy thì tori dashita là động từ phước mang nghĩa là lấy ra, móc ra. Chính xác là 2. Số 3 này, hiki uketa là đảm nhận, đảm nhiệm. Đấy, đảm nhận công việc chẳng hạn. Không phải. Số 4, hiki otoshita, từ này hơi khó một chút với N3. Từ này có nghĩa là kéo xuống. Đấy. Ví dụ như là gì nhỉ? Kéo tay xuống hoặc là gì nhỉ? Hoặc là trừ tiền, dùng cho tài khoản ngân hàng trừ tự động trừ tiền điện, tự động trừ tiền nước khi đến hạn ấy. Không phải. Câu số 22. Takusan no koto gì đó iwarete mo oboerare masen. Ichido ni guzen, jubun và byodo ni. Dù có được nói nhiều chuyện thì tôi không thể nhớ được. Vậy thì chắc chắn hợp lý nhất sẽ phải là gì? À, Ichido ni đúng không? Trong một lần mà nói nhiều chuyện quá thì không thể nào nhớ được, đúng nhỉ? Giống như là trong một lần mà dạy nhiều thứ quá thì các bạn rất là khó nhớ, cho nên là phải chia thành nhiều video, video đọc hiểu, video về chữ Hán rồi thì video về ngữ pháp. Chứ nếu mà quay một cái video mà ví dụ giải hết một cái đề thi nó sẽ dài khoảng 3-4 tiếng chắc chẳng ai xem. Ichido ni nhá, là dù nói nhiều lần, à dù nói nhiều thứ trong một lần ấy, thì cũng không nhớ được. Guzen là ngẫu nhiên, Jubun là đầy đủ trọn vẹn, Byodo nghĩa là bình đẳng, công bằng, không phải. Câu số 23. Kono hotel wa kūkō kara no gì đó ga ii no de gaikoku jin no okyaku ga oi. Cái khách sạn này này, cái gì đó tốt từ sân bay cho nên là khách nước ngoài nhiều. Từ đầu tiên stop, chúng ta sẽ xem các từ gốc của nó nhé. Stop, stop có nghĩa là dừng, ngừng đúng không? Chắc chắn là không hợp lý rồi. Từ số 2 là set tộ này, chúng ta sẽ có đây là set bộ hoặc là động từ nghĩa là cài đặt. Từ số 3 take out tộ, đúng nhỉ? Có nghĩa là gì đấy? Hán tự gốc sẽ là từ take out, có nghĩa là mang đi, mang về. Ví dụ đồ ăn chúng ta không ăn tại chỗ mà chúng ta mang đi đấy thì dùng từ này. Số 4 là access, tiếng Anh là access có nghĩa là tiếp cận, đi vào. Vậy thì hợp lý nhất phải là 4 đúng không? Cái khách sạn này ấy, bởi vì gì nhỉ? Rất là dễ tiếp cận từ sân bay, đi vào cái khách sạn này rất dễ, ý của nó là như vậy nhá. Kiểu như là có thể đi một cái chuyến taxi là vào được đến nơi này, hay một chuyến buýt là vào được đến nơi, chứ không phải là bắt rất là nhiều xe, rất là nhiều cái phương tiện giao thông lằng nhằng mới đến được. Đấy. Cho nên là người nước ngoài nhiều, đúng nhất ở đây phải là số 4. Tiếp theo câu số 24. Chắc là khi làm các bạn sẽ rất là ngại những cái từ mà người ta viết hết hiragana như này đúng không? Sẽ thích làm những cái câu mà nó có kanji. Daisuki Nakashu no konsato ni ikita kata ga chiketo ga takakute kaenai no de iku no gì đó. Tôi đã rất là muốn đi đến cái buổi biểu diễn của ca sĩ mà tôi yêu thích nhưng mà vé nó đắt quá, tôi không mua được nên là tôi gì đó cái việc đi. Số 1 nha, kirata. Hán tự của cái này sẽ là gì đấy? Sẽ là chữ hiềm đúng không? Kira là ghét, không phải. Tôi không có ghét đi. Số 2 này, utagata. Utagata là chữ nghi, là nghi ngờ, không đúng. Số 3, akirameta. Đây, từ bỏ đúng không? Đúng rồi. Số 4, ubata. Chữ Hán là chữ đoạt, cướp đoạt, giành lấy. Ủa sao nó mất rồi? Rồi đúng, đây phải là số 3. Câu số 25, câu cuối cùng ở trong phần môn đai số 3 nhá. Một câu về từ lái này. Taxi no noriba ga wakaranakute, eki no mawari wo aruki mawatta. Bởi vì tôi không biết chỗ để bắt taxi cho nên là tôi đi lòng vòng, đúng nhỉ? Aruku là đi bộ,
rồi thêm cái động từ phức màu a rữ xung quanh vòng quanh ấy, thì nó nghĩa là đi lòng vòng, đi đi loanh quanh ở cái ga. Uro rô là lảng vảng loanh quanh, đúng rồi, nó sẽ là một set đi kèm với lại a rư cự đấy. Doki doki là thình thịch, ví dụ như là mune ga doki doki suru có nghĩa là ngực nó đập thình thịch, chống ngực đập thình thịch bởi vì hồi hộp căng thẳng ấy. Không phải ra ra là mưa rào rào đúng không, chika chika là nhấp nháy dùng cho ánh sáng. Không phải, chúng ta sang môn đai 4 là môn đai về từ đồng nghĩa. Câu 26 này, この商品は売り切れました。Cái sản phẩm này ấy, thì nó đã bán hết rồi. Thì từ nào đồng nghĩa đây? ほとんど売れました。Đã bán được hầu hết. Không phải, đây là bán hết luôn chứ không phải là hầu hết đúng không? Số 2 là全部売れました。Đúng rồi, phải là số 2 nhá. Bán hết này. Số 3 này là あまり売れませんでした。Là không bán được mấy. Và全然売れませんでした。Là hoàn toàn không bán được. Sai. Câu số 27. あそこは道がカーブしていますので気をつけてください。Ở đằng kia ấy, thì con đường nó ca bự, có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là nó cong, nó gấp khúc, nó khúc khuỷu đúng không? Nên là hãy cẩn thận. Nào, từ nào đồng nghĩa nào? Semakunate là nó hẹp lại này. Magate là nó khúc khuỷu, cong queo này. Đúng rồi. Chúng ta chọn phương án 2. Konde là đông và krakunate là tối. Không phải. Câu số 28. Konya wa ie ni dare mo inai kara taikutsu da. Đêm nay bởi vì không có ai ở nhà cho nên là rất là taikutsu, có nghĩa là nhàm chán đúng không? Thì đồng nghĩa với nó sẽ là gì? Tsumaranai, chúng ta chọn được luôn là một này. Số 2 là koai. Koai có nghĩa là sợ hãi. Số 3 là sabishi là buồn bã, cô đơn. Không phải. Này có kanji nha. Chữ tịch. Isogashi là bận rộn, không phải. Câu số 29. Teribi de shoukai sareta mise ni sasoku itta. Người ta không viết kanji bởi vì viết các bạn có thể đoán được ngay. Sasoku này. Đây, chữ Hán là chữ tảo, chữ tốc. Có nghĩa là nhanh chóng. Tôi đã nhanh chóng đi đến cái cửa hàng mà được giới thiệu trên TV. Vậy từ nào đồng nghĩa với từ nhanh chóng đây? Hajimete lần đầu tiên. Yatto là... Yatto là cuối cùng này. Tamani là gì đấy? Tamani là thỉnh thoảng này. Suguni là ngay lập tức. À vậy thì đồng nghĩa nhất sẽ là sư nhi đúng không? Chúng ta lựa chọn phương án số 4. Yon bang. Câu số 30. Kono zubon wa yurui no de betsu no zubon ga hoshii. Yurui có nghĩa là lỏng. Cái này cũng có hán tự nhá. Hán tự nó là kanji N1, chữ Hán là chữ hoãn. Cái quần này ấy, bởi vì lỏng cho nên là tôi muốn có cái quần khác. Vậy thì đồng nghĩa với lỏng là gì? Furui là cũ này. Chi sai là nhỏ này, oki là to này và ừ sui là mỏng, chắc chắn là đồng nghĩa với lại lỏng sẽ là to đúng không? Nó to nên nó lỏng, nó rộng. Sang bằng, chúng ta sẽ sang bài cuối cùng, có lẽ là một trong những bài khó của đề, bài cách dùng từ. Câu 31. Từ này là hán tự là chữ chi và chữ thức đúng không các bạn? Từ này đọc là chi-shiki, nghĩa của nó giống như thế luôn, có nghĩa là tri thức, kiến thức, có nghĩa là thông tin, khả năng hiểu biết về một sự vật, hiện tượng nào đó, đúng nhỉ? Chúng ta cùng xem cái nào hợp lý nhá. Câu 1 này, itsu saifu o otoshita ka chichiki ga arimasen. Tôi không có tri thức là tôi đã đánh rơi cái ví lúc nào, nghe rất là kỳ đúng không? Cái này là tôi không có nhớ là tôi đánh rơi lúc nào, tôi không có ký ức gì cả. Này dùng từ ký ức thì hợp lý hơn này. Tôi chả có cái tí ký ức nào, cái trí nhớ nào về việc này cả. Câu số 2. Hasami ga doko ni aru ka? Chishiki ga arimasu ka? Bạn có cái tri thức gì về việc cái kéo ở đâu không? Chả ai nói thế đúng không? Câu này chúng ta sẽ dùng là bạn có biết đúng nhỉ? Đấy. Sẽ là shitemasu ka? Hoặc là bạn có nhớ? Oboeteimasu ka? Chứ không ai nói là bạn có tri thức. Câu số 3 này. Có thể sẽ có bạn chọn 3 đấy.
パーティーには私の知識のある人も大勢来ていた。Nhiều người này, hay, ô dê là chúng ta cứ rằng những cái người mà có tri thức của tôi, những người có tri thức của tôi có nghĩa là sao? Nghe rất là kỳ đúng không? Chúng ta sẽ không nói cái cách nói đó. Câu này chúng ta phải thay bằng từ chi jin. À, các bạn sẽ xóa toàn bộ cái chi shiki no aruhito đi, các bạn thay bằng chi jin nhá. Watashi no chi jin có nghĩa là người quen. Đấy, hoặc là shiteru hito. Người quen của tôi ấy, đến cái bữa tiệc này rất là nhiều thì mới hợp lý, chứ không phải là người có trí thức của tôi, nghe rất là okashi. Câu số 4 này, sono shigoto wa igaku no chishiki ga nai to dekinai. Công việc này nếu như không có kiến thức về y học thì không làm được. Đúng rồi. Hợp lý nhất là yomba. Hinto đó là gì? Đó là kiến thức y học đúng không? Đi với từ igaku này. Câu số 32. Này là một từ khó các bạn nhé. Cái từ này ấy, ở trong Shinkansen nó cho vào sách N1 cơ. Hán tự của nó sẽ là chữ này. Chữ này là chữ hưởng này. Đấy, kanji N2, nhưng mà từ vựng ở trong Shinkansen sẽ là Shinkansen N1. Còn hình như là Mimikara sẽ là Mimikara N2 thì phải. Từ này nó có nghĩa là vang vọng, dùng cho âm thanh hoặc là giọng nói. Ngoài ra còn nghĩa là âm vang với kiểu là ảnh hưởng ấy. Chẳng hạn như là những điều mà người ấy nói vẫn còn âm vang ở trong tâm trí tôi chẳng hạn. Đấy, kiểu thế. Thì chúng ta sẽ dùng cái nào đây? Chúng ta xem cái nào phù hợp nhé. Câu số 1 này. Đai dokuro kara oishi so ni oishi so na nioi ga hibite iru. Nào, từ bếp, một cái mùi có vẻ ngon, nó vang vọng. Chắc chắn là chúng ta có nioi là mùi, không thể dùng từ vang vọng này được đúng không? Mùi thì nó phải là gì đấy? Nó bay ra, nó lan ra, nó thoang thoảng đúng không? Đây các bạn phải dùng từ tadayo nha. Tadayote đây. Này mới đúng này. Câu số 2. Kono gizutsu wa 100 nen kurai mae ni gaikoku kara hibita mono da. Cái kỹ thuật này ấy, là cái thứ mà được gì đây nhỉ? Được âm vang từ nước ngoài khoảng 100 năm trước. Không phải. Cái này phải là được truyền bá đúng không? Này phải dùng từ tsutawatta. Được truyền bá từ nước ngoài. Câu số 3 này. Kono hiroba de uta o utau to koe ga yoku hibiku. Nếu như hát ở cái quảng trường này thì cái giọng nó sẽ vang. Đúng rồi, thấy có hint tội là koe đúng không? Chọn ngay được phương án đúng là phương án số 3. Câu số 4 này. Sacho ga kawaru toyu uwasa ga kaisha chu ni hibite iru. Cái tin đồn là sẽ thay giám đốc ấy, nó vang vọng ở trong công ty. Không phải. Cái này chúng ta phải dùng từ là nó lan rộng nhá. Cái này phải dùng hiromaru. Hiromate. Tiếp theo chúng ta sang câu số 33. Hán tự là chữ hoàn và chữ thành đúng không? Đọc là kanse. Kanse này có nghĩa là hoàn thành, hoàn tất một cái quá trình nào đó. Minna no iken ga hitotsu ni kansei shita no de kore kara hapyou shimasu. Có nghĩa là ý kiến của mọi người đã hoàn thành một, cho nên là bây giờ tôi sẽ phát biểu. Không phải. Cái này chúng ta phải dùng từ ichi đúng không? Ý kiến nó thống nhất là một. Đấy. Nó không còn bara bara, mỗi người mỗi ý nữa mà nó đã thống nhất thì mới chính xác. Loại 1 này, câu số 2. Musume wa koromo no koro kara no yume ga kansei shite isha ni natta. Con gái tôi ấy thì cái ước mơ từ khi còn nhỏ nó đã hoàn thành và nó đã trở thành bác sĩ. Ước mơ hoàn thành thì nghe hơi kỳ trong tiếng Việt, và trong tiếng Nhật thì nó cũng không hợp lý. Ước mơ nó được thực hiện, người ta dùng từ jitsugen. Từ này nhá, hoặc là người ta dùng từ kanau. Chưa thể tê sẽ là kanate. Kanate này. Đây là jitsugen này. Jitsugen shite. Thì mới chính xác. Câu số 3. Shinseki no kekkon ga kansei shita no de o iwai o okuro to omoimasu.
Bởi vì cái việc kết hôn của họ hàng đã hoàn thành nên là tôi định sẽ tặng quà. Không phải đúng không? Không ai nói là việc kết hôn đã hoàn thành mà tôi lại định tặng quà cả. Hoàn thành rồi thì còn tặng quà gì nữa? Có thể là cái việc kết hôn này đã được ấn định đúng không nhỉ? Từ Kimata. Vậy thì đúng nhất ở đây sẽ là 4. Ima tatete iru ie ga kansei shita ra zehi asobi ni kite kudasai. Ngôi nhà mà bây giờ đang xây, nếu như sau này hoàn thành thì nhất định là hãy đến chơi nhé. Đúng rồi. Hintou là ngôi nhà hoàn thành này. Tiếp theo chúng ta sang câu số 34. Awateru, một động từ được để ở dạng hiragana. Nếu mà viết ở kanji ấy, nó sẽ là chữ hoảng. Đây, chữ này nhá. Từ này có nghĩa là vội vàng, hối hả đến mức mất bình tĩnh. Và người ta hay dùng dưới dạng thức là thể T cộng với động từ, có nghĩa là làm V một cách vội vàng. Đấy, hoảng hốt, hấp tấp. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp này. Kino oame ga futa no de, kyo wa kawa no mizu ga awatete nagarete iru. Hôm qua thì mưa lớn, vì vậy hôm nay nước sông hoảng hốt thì chắc chắn không đúng rồi đúng không? Phải là nước sông kiểu gì nhỉ? Ngập tràn đúng không? Cái này dùng ahurete. Câu số 2 này. Nebo shite awatete ie o deta no de, kētai denwa o wasurete kite shimatta. Tôi ngủ quên, tôi ngủ nướng và tôi vội vàng ra khỏi nhà. Đúng rồi, các bạn thấy đúng kiểu là AWTTV nhá. Và mang tính chất là mất bình tĩnh. Vậy thì hợp lý nhất sẽ phải là số 2. Đấy, ngủ nướng xong là tỉnh dậy thì biết là mình ngủ dậy muộn đúng không? Mới vội vàng hấp tấp ra khỏi nhà nên là quên mất cả điện thoại di động này. Câu số 3 này. Để gì nhỉ? Để giành chức vô địch ở trong cái trận marathon Daikai, là cái cuộc thi marathon ấy, cho nên tôi đã vội vàng chạy đến đích. Không phải vội vàng chạy đến đích đúng không? Cái này phải dùng từ isokeme theo nghĩa tích cực chứ không phải là theo nghĩa là hối hả đến mức mất bình tĩnh. Câu số 4 này. Cái nhà hàng kia bởi vì Ninki ga aru no de, bởi vì rất là được ưa chuộng cho nên là những người ở nhà hàng ấy thì làm việc vội vàng hối hả, nghe thì rất là ok đúng không, nhưng mà nó không dùng cái dạng này bởi vì đây là đang dùng theo nghĩa kiểu như là từ awatete, thông thường dùng với nghĩa là tiêu cực nhưng mà trong trường hợp này lại đang là tích cực này. Đấy, trong trường hợp này chúng ta phải dùng từ isogashiku, đang làm việc bận rộn thì mới đúng chứ không phải là làm việc vội vàng hấp tấp như này nhá. Câu cuối cùng, câu số 35. Chữ há là chữ thực và chữ vật đúng không? Từ này đọc là jitsubutsu. Jitsubutsu có nghĩa là cái đồ thật, cái vật thật, cái thứ có trong thực tế chứ không phải là hàng mẫu hay là không phải là tranh ảnh gì cả. Đấy. Chúng ta cùng xem này, câu 1 này. Fuku wa internet no shashin dake dewa naku jitsubutsu o mite kara kaitai. Quần áo ấy thì không phải chỉ là ảnh ở trên mạng mà tôi muốn mua sau khi xem cái đồ thực tế. Đúng rồi. Chúng ta chọn được luôn một nhá. Đây. Dấu hiệu là nhìn cái đồ thật rồi mua. Câu số 2 này. Sono toki wa kanojo no jitsubutsu no kimochi ga wakaranakata. Cái lúc đó thì tôi đã không hiểu được cái cảm giác đồ thật của cô gái ấy, không phải đúng không? Tôi không hiểu được cảm giác thực tế, cảm giác thực này, hôn tổ. Hôn tổ no kimochi là cảm xúc thực. Thì mới đúng. Câu số 3. Kaimono shita toki jitsubutsu ga tarinakata no de credit card de haratta. Lúc mà mua đồ ấy, bởi vì thiếu đồ thật cho nên là tôi đã trả bằng cái thẻ tín dụng. Không phải, này phải là thiếu tiền mặt đúng không? Này phải dùng từ genkin. Thì mới đúng. Câu số 4 này. Kincho shita no de hapyou no toki wa shippai shita ga jitsubutsu wa motto jōzu ni dekita. Vì căng thẳng cho nên là cái lúc phát biểu ấy thì tôi đã không làm tốt. Tôi đã thất bại. Thế nhưng mà cái đồ thật là tôi đã có thể làm tốt, không phải. Cái này là dùng jitsu wa, thế nhưng thật ra là ấy, tôi đã có thể làm tốt được. Tiếc là tôi đã không phát huy được.
Như vậy đúng ở đây phải là một nhá. Thì đó là cái đề thi này. Thì theo quan điểm cá nhân của Sensei ấy, là đề từ vựng N3 hiện tại là đang ngày càng khó hơn. Người ta cho nhiều từ vựng N2 hơn so với trước đây. Thế nhưng mà khó hẳn thì cũng không phải. Các bạn vẫn có thể đạt được điểm khoảng 70% trở lên nếu như các bạn cố gắng ôn tập tốt. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ các video bài học ở trên kênh YouTube Anh Sensei cũng như là các bài viết ở trên trang Anh Sensei. Và nếu các bạn có nguyện vọng học trực tuyến Zoom cùng với Sensei thì các bạn có thể liên hệ với Sensei. Hẹn gặp lại các bạn.